Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả của Biệt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, nghe tin Bạch Y Thần Vương trở về, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động. Thần Vương không phải sư phụ, nhưng tương đương với ân sư, truyền cho hắn thánh pháp và lại còn có ơn tái sinh đối với hắn. Năm đó đúng là Thần Vương đã dùng căn nguyên thanh tẩy đạo đổi cho hắn, sống qua một cửa kia, bằng không có thể đụng ấy, hắn đã vòng mạng rồi. Xin nghênh đón Thần Vương. Diệp Phàm vừa ra mặt, tự nhiên mọi người đều bị kinh động. Các đại chủ sư của cơ gia lại sớm nhận được tin tức đến mở rộng cửa chính to lớn, phải bằng đệ tiết cao nhất, nghênh đón thần vương. Mọi người đều chú mục, phàm là người ở bắt đầu, đương nhiên đều biết tài lịch của thần vương. Tư thế oai hùng vĩ ngạn của thần vương năm đó, giành chấn thiên hạ, để lại rất nhiều truyền thuyết. Vừa đi chính là một hai trăm năm, truyền thuyết huy hoàng của thần vương còn đang tiếp tục. Giao trị thịnh hội, bạch y thần vương nhuộm máu, lẻ loi một mình, độc chiến với tổ vương của các cổ tộc, khiến thế nhân cảm động, đến lệ nóng doanh trọng. Nếu nói bắt đầu ai là anh hùng, không thể nghi ngờ là bạch y thần vương hoàn toàn xứng đáng. Bất kể là phương diện nào, thần vương đều tuyệt đối đủ tư cách, xứng được với cả đời vĩ hạn. Khi được tôn xưng là thần vương, cũng có cái loại khí phách này. Khương Thái Hư là một thiên kiêu của thế hệ, không thể nghi ngờ có được loại tài năng này, cũng có thực lực như thế. Đáng tiếc, cả đời thần vương lại rất không xuồn sẻ, vận mệnh xảy ra nhiều chuyện không như ý, tuổi ra đầu bạc tiễn đưa hồng nhan sinh bệnh khổ kiệt đi xa ra vùng đất hoàng giá là một nhân vật làm cho người ta thở dài cuộc đời diệp phàm bội phục nhất có mấy người thần vương và trường lầm tổ sư nguyên thiên sư đời thứ năm không thể nghi ngờ xếp hạng trước nhất ngày nay gặp lại trong lòng hắn thật không thể bình tĩnh trường lầm tổ sư đã mất đi sớm hóa thành màn mưa hào quang sáng lạng giữa ánh bình minh buổi sáng ngày hôm ấy mà thần vương như trước vẫn còn sống hắn hy vọng Thần vương vĩnh viễn tuyệt đại ngạo thị thế gian. Xin bái kiến thần vương. Diệp Phàm hành đại lễ, biểu đàn vui sướng và xúc động trong lòng. Mặc dù hắn đã thân là đại thánh, đã là một trong những nhân vật cao cấp nhất đường kim thiên hạ, nhưng vẫn như cũ mang theo lòng kính ngưỡng, ôm trong lòng mối ân tình, Khương Thần vương vĩnh viễn là người hắn kính trọng nhất. Nhiều năm trôi qua, bạch y thần vương dung bạo không có thay đổi nhiều lắm, chỉ là mái tóc dài như tuyết càng thêm trắng. Ngày xưa khi thay phần tiền tử rời thế gian, trong một đêm, đầu tóc của thần phước bạc trắng, đến tận bây giờ cũng không có biến đổi trở lại. Năm tháng để lại trên người thần vương một ít dấu vết, nhưng không khó nhìn ra. Thời trẻ tuổi, thần vương oai hùng thế nào, chính là hiện tại cũng vĩ ngạn như trước. Dùng mạo vẫn còn trẻ, chỉ có điều trong đôi mắt thật tang thương, trải qua nhiều lận đận, rất nhiều đau khổ, đã làm cho thần vương có một loại thành thục và sâu sắc riêng biệt, khiến cho người ta gặp mặt một lần là khó có thể quên được. Khương Thần Vương bước tới nâng Diệp Phạm đứng dậy, cẩn thận đánh giá hắn, có một loại vui mừng, cũng có một loại cảm khái. Năm tháng như dòng nước chảy, một thế hệ con người mới thay người cũ, Thần Vương có một loại thể hội rất sâu sắc. Người đã trưởng thành thật rồi, con đường tương lai sẽ rất khó khăn, nhưng phải quyết trí mà tiến tới. Bạch y Thần Vương khẽ nói, Diệp Phạm gật đầu, đây là hy vọng ký thác của Thần Vương, cũng chính là con đường hắn vốn muốn đi, đương nhiên phải vượt qua đến cùng. Ai vậy? Cái gọi là thần vương là chỉ vương trong thần sao? Ai phong? Ai có thể tin phục chứ? Đúng lúc này, vang lên một thanh âm khó nghe. Ở trường hợp ngày hôm nay, trong hoàn cảnh vui mừng này, thanh âm như vậy tự nhiên có vẻ không thích hợp. Rõ ràng không phải thuần túy là tham gia lễ đính hôn, mà kẻ đến mang lòng bất thiện. Thiên địa ngày nay quần hùng cùng nổi lên, trừ vương tranh bá, đại thánh thường lui tới, giáo tổ một phương buông xuống, chuẩn đế đều xuất thế, càng không nói trí tôn trong các cấp địa sinh bệnh đều thức tỉnh. Đây là một thời đại thế, trước này chưa có, nhất định sẽ rất phức tạp. Ở trong hoàn cảnh lớn như vậy, tự nhiên rằng người gì cũng có, đến từ vạn vực chư thiên khẳng định sẽ có người nhằm vào diệp phàm. Điều này có thể đoán trước được. Nhưng không nghĩ tới chuyện hồn lễ vừa mới bắt đầu, còn chưa liên quan đến diệp phàm, đã có người nhảy ra, mà lại tròn trọc và thần vương tuyệt thế. Diệp Phàm thoát xoay người, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm về hướng đó. Bất kể là ai kinh thị thần vương, đều là chuyện càng nghiêm trọng hơn so với nhằm vào hắn. Ta chỉ là nói một câu nói thật mà thôi, lòng có nghi vấn, không phun ra không thoải mái. Có lẽ nhân tộc thật sự rất kiêu ngạo, nhưng cách xưng hồ thần vương này thật sự không thể dùng loạn. Đó là một nam nhân 25-26 tuổi, thoạt nhìn cũng không đỗ mãng, giọng điệu thong thả mà hữu lực, có chút bức người, mà ánh mắt lại như ngọn lửa hừng hực, cộng thêm trên người hắn mặc mình thiết thần y màu đen. Trong màu đen lấp lánh trong suốt lãnh liệt, còn đặc biệt có sáng bóng của kim khí, làm cho hắn thoạt nhìn thực khiếp người. Người này dáng dấp to lớn, khí vũ phỉ phàm, như là một chiến thần cổ đại từ trong năm tháng hồng hoàng đi tới. Dưới chân không dính bụi trần, chiến đi màu đen trong suốt bao bọc cả bàn chân, cả toàn thân bên ngoài còn có một vầng sáng thần thánh. Hắn từ xa xa đi tới, giống như một thần linh. Màu đen tóc dài tung bay xóa trên vai sau lưng. Duy nhất giáp trụ bình thiết, không có bào phủ, chính là đầu. Trên có thể thấy được gương mặt của hắn. Đôi mặt hắn sáng rực, nét mặt rất cương nghị. Hai chân mày đưỡi kiếm hiền lộ ra hết nhuệ khí. Nói túm lại, người này tài năng cao vượt trội, phi thường bất phàm. Vừa thấy chính là một nhân vật khó lường ở đường kim Tiên hạ bắt đầu có mấy người chưa nghe nói qua khương thần phương lại có mấy người dám đối chọi gay gắt với diệp phàm thật sự là quá ít người này tất có lai lịch lớn lao có gan ra mặt gây chuyện tất nhiên có chỗ cậy vào hoặc phải có bản lĩnh ở trường hợp này dưới hoàn cảnh này mà có thể nói ra lời nói như vậy người còn kiêu ngạo hơn nếu muốn nhằm vào ta thì cứ phóng ngựa lại đây ta tiếp hết diệp phàm nhìn hắn rồi nói diệp phàm rõ ràng nói như vậy không muốn nhiều lời làm gì, trực tiếp liền muốn động thủ. Mà hôm nay chính là một ngày mừng của hắn, hắn lại hoàn toàn không có mảy may dấu hiệu cần phải ẩn nhẫn. Mọi người cả kinh, lúc này mới vừa mới bắt đầu, còn chưa chính thức vào lễ đính hôn, đã bắt đầu một hồi chiến đấu hay sao? Người tới đây rất đông, có cổ tộc, có chư thánh vực ngoại, cũng không phải đều là kẻ thần thiện. Rất nhiều người phấn chấn, ai cũng muốn chứng kiến một hồi lòng tranh hồ đấu. Diệp Phàm là người nào chứ? Là thánh thể nhân tộc, là một trong những người cường đại nhất một thế hệ ngày nay, vô địch trên cổ lộ nhân tộc, được xưng là đánh khắp tình không không đối thủ. Người tới nếu không phải là một người cùng đẳng cấp, sao dám như thế? Thần phận tất nhiên vô cùng hiền hách, bằng không sao có thể dám khiêu chiến? Có thể, vậy người cứ tới đây đi. Lâu này, nghe tới tên của ngươi cũng muốn kiến thức một phen. Người tới thực là tùy ý mà nói, xem thường giống như sắp tiến hành một chuyện đùa bình thường không sợ chiến một trận với thánh thể chiến lược nghịch thiên toàn thân của hắn giáp trụ màu đen chớp động ô quang càng thêm lấp lánh dưới chân cất bước phát ra một tiếng vàng kìm khí lèng kèng nghe vào trong tai một người như một khúc ma âm chấn nhiếp tâm hồn hắn quá mức tự tin ở trước cửa cơ gia đối mặt với khương thần vương đối mặt với thánh thể nhân tộc mà dám có tư thái như vậy đương nhiên khiến mọi người đều ngưng trọng trong lòng Đám người Đông Phương Giá, Lý Hắc Thủy, Yêu Nguyệt Hồng, Ngô Trung Thiên, ai ai cũng tức giận. Người này quá mức không coi ai ra gì. Hơn nữa, cái loại tự phụ này là phát ra từ trong khung. Không phải cố ý, cũng không làm ra vẻ. Là trời sinh như thế, làm cho người ta hoài nghi thân phận lại lịch của hắn. Diệp Phàm đi tới phía trước, đã tới trình độ ngày nay. Hắn đầu sợ bất kỳ một trận chiến nào. Một thân uy danh của hắn, tất cả đều từ chiến đấu mà ra nếu đã nói chuyện với ta cứ để cho ta tới đi Bạch y thần vương bình tĩnh lên tiếng phong thái vô thượng khí vũ hiền ngang mà ung dung có một loại ý vị siêu phàm nhập thánh y như trước kia thần vương không già sống ra đời thứ hai chỉ là một tâm sự tang thương mà thôi cả đời thần vương này đều không hề thua kém ai sao có thể sợ khiêu khích của một hậu bối không diệp phàm kiên quyết không đồng ý thân phận thần vương ở trong lòng hắn cao biết bao nhiêu có hắn ở đây, sao có thể để thần vương tự mình động thủ? Hắn liền nói, ngài là người trên, đối phó với hắn cần di phiến tới ngài, để cho ta ra tay, như vậy là đủ rồi. Cái ta có chính là thời gian, có thể tiếp từng người từng người. Nam nhân mặc mình tiết chiến y nói ra, ánh mắt trực rỡ, tóc đen dày rậm, toàn thân phát ra vầng dáng càng thêm kinh nhân. Mọi người đều cả kinh, nhưng lời này có thể nói là quá tự phụ. Lúc này, thật sự làm cho đám đồng phường giã phẫn nộ. Thánh hoàng tử lập tức xa sầm mặt xuống, chỉ thẳng vào hắn. Dưới loại hoàn cảnh này, không muốn để cho Diệp Phạm ra tay, phải nghỉ ngơi, bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày vui của hắn. Ta biết ngươi, phụ thân của ngươi quả thật rất cao thâm, cũng không biết ngươi như thế nào, không bằng cùng nhau lên chiến một trận đi. Nam nhân mặc mình thiết chiến y, giống như là một vị đấu thần sĩ, đừng thần quang bao phủ nhưng ngọn lửa bừng bừng, khí thế kinh nhân. Diệp Phạm trực tiếp cất bước, Trên khí màu vàng sông thẳng lên trời cao, thổi quét thiên địa, khí nốt vạn dặm, phảng phất một thiên thần viễn cổ buồn xuống, nhìn xuống vạn vực trừ thiên. Nguyệt khí màu vàng mờ mịt, chiến lực vô cùng tận hóa thành đại dương mênh mông, thổi quét tới phía trước, không còn gì để nói. Hắn trực tiếp ra tay khiển khai một kích trời sụp đất nứt. Nhưng mà đúng lúc này, thanh hoàng tử cũng là không kiềm đội xuất động. Hắn là loại giữ dằn khí phách cỡ nào, giống như ngọn núi thái cổ bùng nổ biến động vòm trời lập tức bước tới đây là muốn tiến hành một trận chiến trời sụp đất nứt mà cũng đúng lúc này mặt căng cũng đồng thời bạo phát ra hai cỗ khí tức một tự nhiên là đến từ nam nhân mặt thần y kim loại đen người còn lại sắc mặt tái nhợt như là quanh năm không ra ngoài ánh nắng mặt trời có một loại dịu dàng bệnh hoạn người này đúng là ám bồ đến từ bất tử sơn ở thịnh hội vạn đinh từng xuất hiện một lần Hắn rất tuấn tú, nhưng màu da trắng bệch như là bệnh nặng mới khỏi, thiếu đi một loại anh khí. Nhưng lúc này, loại bộc phát ra khí thế khiến cho chúng cường giả vạn vực trừ thiên đều khiếp sợ, quá mức khủng bố. Bốn đại cường giả này hiển nhiên đều là cấp bậc con của đại đế. Sau khi khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, khí tức thổi quét lục hợp bát hoang, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Rất nhiều cường giả gần như trực tiếp mềm nhũn sụm xuống tại chỗ, Mọi người ở gần đó nếu không bị cuốn bay ra ngoài thì ngã nằm trên mặt đất. Tại trường chỉ có một mình bạch y thần vương. Tuy rằng đang ở trung tâm nhưng thần sắc vẫn bình thản, điềm tĩnh, không ngào ngúng. Ngay cả góc áo cũng không mảy may lay động, lặng lặng nhìn hết thảy. Thần Minh, người có hơi quá đáng rồi đấy. Ám bồ lên tiếng giống như trước, giọng điệu nhẹ nhàng, chậm chạp mà dịu dàng. Mọi người đều chấn động trong lòng. Thịnh hội vạn linh qua đi đã rất nhiều năm. Tới hiện tại rất nhiều người đều đã đoán được ám bồ đến từ đâu lúc này thấy hắn nói chuyện như vậy dĩ nhiên nói rõ lai lịch đáng sợ của thần minh bọn họ tất nhiên là người của một cấp số đều đến từ cấm địa sinh mệnh vừa rồi mọi người còn cảm thấy người ám bồ xưng hô là thần minh này quá mức cuồng vọng nhưng hiện tại thì chỉ còn lại có kính sợ thật sâu sắc cấp số lai lịch bực này tuyệt đối có tư cách nói ra như thế người biết đó con người của ta luôn luôn rất trực tiếp, trong lòng nghĩ cái gì, nói cái đó, sẽ không quanh co lòng vòng đâu. Thần binh lên tiếng nói với ám bộ, vẫn như cũ là thần sắc như vừa rồi, nói tiếp. Đương nhiên, hôm nay, ngay ngày lễ đính hôn mà làm như vậy, quả thật rất thật lễ, nhưng ta thấy cái gì mình thích làm là làm, thật sự rất muốn chiến một trận, có chút không kiềm nổi. Hắn cũng không có mảy may làm ra vẻ, nói thực bình thản tự nhiên. Đây là một loại tự tin cũng là một loại cường thế tự nhiên mà nói tiếp. Tuy rằng thất lễ, nhưng ta sẽ không xin lỗi, lại càng sẽ không thu hồi lời nói mới vừa rồi. Đó chính là tiếng lòng, các người nếu như khó chịu, có thể đến chiến một trận với ta. Vậy, cứ như người mong muốn đi. Diệp Phàm bộc phát ra khí thức như sông hồng vỡ đề, nổ tung, lập tức trời sụp đất nứt. Thanh âm của hắn lạnh lùng giống như tử thần đang khẽ quát lên một tiếng. Bản thân của hắn đâu có sợ ai cơ chứ. Diệp Phàm tay phải như tấm bia, mặt trên che kín phủ văn bầu vàng. Đây là đạo của hắn, phát ra tiếng ù ù cổ xưa mà huyền ảo đến khó hiểu, là đạo tắc mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng không thay đổi. Đất trùng núi lở, biến làm cho đá mục nát. Tại đây, dưới trường chỉ như tiên bia màu vàng, cái gì đều phải bị hủy diệt, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng không hóa thành hắc động, mà phát ra tia sáng hỗn độn như là đang khai thiên lập địa địa phương này lập tức sắp bị hủy diệt hoàn toàn nếu không nhờ có đế văn của cơ gia trước tiên lan tràn ra thì vùng đất hoang dã vô ngần phía trước cùng với nhật nguyệt thiên địa đều có thể xảy ra vấn đề lớn sương mù mênh mông lan tràn trường chỉ bầu vàng của diệp hàm hóa thành một tấm cổ bia cao đến mấy vạn trượng văn lạc dày đặc trấn áp một phương trời đất bên này thần binh lộ sắc mặt ngừng trọng sớm trước tiên ra tay thần đi phát ra vầng sáng lóng lánh tản ra uy áp ngập trời, làm cho hắn thoạt nhìn như là thần linh cổ đại từ trong năm tháng hồng hoàng đi tới. Hắn đánh ra một trường tới phía trước, lập tức trù tước bày búa, trần lòng uốn lượn, bạch hồ xé trời. Các loại tiền linh đều hiện, khủng bố đến tuyệt luân, như là một trí tôn cái thế vẫn nộ, lại giống như thiên đế ra tay. Khí thế của thần mình quá mạnh mẽ, tự tin trí cường, dường như là một trí thần của thiên giới hạ xuống phạm trần. Mọi người đều run sợ, Loại uy áp lớn lao này làm cho mọi người có cảm giác như tới ngày tận thế, như là đang đối mặt với một kẻ thống trị vô thượng, phải lại phục xuống triều bái thần phục. Uy thế của Diệp Phàm thì mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, mà thần minh lai địch thần bí này lại cũng cường đã như vậy. Hôm nay chợt hiện chấn nhiếp thế gian, tự nhiên làm cho mọi người phát rùng mình. Một tiếng đổ vang lên, giữa hai người đã xảy ra và chạm mạnh kịch liệt. Phụ văn bay lộn, giật nhanh bị tàn biến thiên bia chống lại các loại tiên linh, phát ra tiên quang thổi quét lục hợp bát hoang, khí nuốt mười vạn dặm. Đây là một hồi tranh phong kịch liệt, đáng sợ đến mức tận cùng, dường như là sắp đánh sụp chín tầng trời. Bộ trời rung chuyển như sắp trời xuống. Ai cũng không nghĩ tới, hai người va chạm nhau một kích đầu tiên mà thôi, đã cường đại tuyệt thế như vậy. Đây là đối kháng giữa thiên kiêu trí tôn trẻ tuổi, đã bao nhiêu năm không thể chứng kiến. Từ bên trong cơ già quét tán ra một đạo là một đạo trận văn hư không, cố định được địa hỏa phong thủy, bảo vệ thế giới bên dưới, củng cố thiên địa. Bằng không thực chất rất có thể làm cho nam vực phát sinh một trường hạo kiếp. Dù sao, đây cũng là con của đế cấp đại thánh đang tranh phong. Động một cái chính là hủy thiên diệt địa, đánh nát một viên sinh bệnh cổ tinh đều không tính là gì. Điểm duy nhất khiến người ta buồn lòng tâm thần là bắt đầu quá mức khác thường, muốn làm hư hại gốc rễ tình vực này xem ra rất khó. Diệp Phạm dùng sức vỗ một trường trên hư không. Tuy rằng chỉ làm một kích tùy ý như thế, nhưng lại có trường lực vô cùng tận đập xuống dưới. Và lại cuối cùng lại hóa sinh thành vô số kiếm quang, dày đặc ở khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa. Có khi là từ trong lòng đất vọt lên. Có khi là từ trên chín tầng trời bổ xuống. Có khi là sinh ra từ trên hư không. Từng luồng kiếm quang thô to như những cây cột trụ chống trời, vô cùng to lớn, mờ mịt vô số, sát khí dày đặc, chấn nhiếp sinh linh vạn vực chư thiên, tất cả đều phải run rẩy. Đây là một loại bí thuật phi thường đáng sợ, một hạt bụi có thể lấp đầy biển cả, một cây cỏ có thể chém vỡ nát tinh tú trên phòng trời, sắc bén tuyệt thế, tiếng làng kèng vang động cả bầu trời, áp chế thế gian. Mọi người hoảng sợ, mặc dù sớm né tránh ra ngoài cũng đủ xa, nhưng cũng cả kinh sợn tóc gáy. Mỗi khớp xương đều phát lạnh, toàn thân lạnh buốt trong lòng sợ hãi. Thần binh lộ vẻ trịnh trọng, cũng không dám mảy may sờ suốt. Vừa rồi tuy rằng hắn thực lực tự phụ cường thể, thì nhưng trần chính chiến đấu lại đặc biệt còn thật sự nghiêm túc, tự tin, không kiêu ngạo. Thân thể của hắn lắc một cái, sau lưng hiện ra một bảng dấu hiệu cổ xưa, như là thần hình, lại giống như là một loại dị tượng, cũng có lẽ là một loại đạo đồ do pháp tắc đặc biệt ngừng kết mà thành. Một con chu tước đỏ như lửa sông thẳng lên trời cao, kéo dài qua ba ngàn giới hư không vỡ nát từng mảng lớn mang theo khí tức của mãn hoang cùng với tiên hỏa vô tận đốt sụp thiệt địa quá mức khủng khiếp rồi hắn dùng cái này để chống lại kiếm khí không chỗ nào không có ngăn cản công kích tuyệt thế của diệp phàm hơn nữa trong phòng có thủ có công kích thế nhưng ở ngày mì tầm của hắn hào quang hừng hực nhoáng lên một cái ngừng kết ra một phụ kiện đáng sợ hóa thành một chữ cổ đại thế nhân khó có thể phần rõ trấn áp tới phía Diệp Phạm. Chữ này rất nhanh hóa thành lớn, mỗi một nét vẽ đều sáng choang, rực rỡ đến đóa mắt, giống như tiên kim luyện chế thành, tràn ngập cảm giác kim khí lạnh như băng, trầm trọng như ức vạn quân. Đây là một đạo, là tiên văn, một loại thông thiên. Mới vừa xuất hiện, cá biệt đã có người nhận ra, tất cả đều khiếp sợ. Tục truyền đây là khi trí tôn cổ đại đánh vào tiên vực, mở ra con đường thành tiên thì vận dụng pháp tắc sát đạo này. Loại lực lượng tự công phạt này cường đại tuyệt thế, bằng không sao có thể phá vỡ được tấm chắn giữa hai giới tiền phạt. Diệp vằm lật úp trường chỉ xuống bên dưới, lay chuyển thân thể, ngón tay màu vàng bống ra liên tiếp, xuất hiện một cái lại một cái phủ văn, toàn bộ đánh vào trên cái chữ cổ đại này. Lập tức, ở trong màn tiên quang rực rỡ, địa phương này đổ tung. Thật kinh thế hãi tục, rúng động thiên hạ, thân thể của thánh thể nhân tộc cường đại đến mức nào mà dám ra tay như vậy, trực tiếp dùng trường chỉ mà chống lại, quá mức khủng khiếp. Nếu là một đại thánh nào khác, chỉ một lần va chạm như thế, đừng nói là ngón tay, chính là cả cánh tay cùng với nửa người đều phải trực tiếp vỡ nát, hóa thành báo bùn trộn lẫn bột xương. ầm một tiếng nổ vang, hai người di chuyển sát qua nhau, lần đầu tiên giao phong, từ đó chấm dứt. Trên thực tế, chỉ có hai kích mà thôi, mà đều là phát sinh nhanh như một tia chớp, quá nhanh, không ít người cũng không kịp có phản ứng, thậm chí cũng không nhìn thấy rõ ràng. Lực công kích tuy rằng đủ để mà kiếp sợ thế gian, nhưng còn chưa nói tới quyết đấu sinh tử, đây chỉ xem là công kích dò thử, hai người đều có đều giữ lại, chưa vận dụng còn bài cường đại nhất, phải là quyết đấu đỉnh phong mới bắt đầu thi triển ra, tất nhiên là sinh tử chiến tuyệt thế chiến. Nhưng ngay giờ khắc này, thanh hoàng tử cùng ám bộ đều đột nhiên động thủ phóng tới chặn ngang phía trước đồng thời ngăn cản thanh hoàng tử là muốn thay diệp phàm mà chiến không nghĩ để hắn tiếp tục ra tay bởi vì hôm nay là ngày vui của hắn hầu từ muốn tay hắn ra tay với thần minh quyết chiến sinh tử mà ám bộ cũng chặn ngay ở giữa tạm thời cách ly hai người không muốn để trận chiến này tiếp tục gần như cùng một lúc hư không không một tiếng động nứt ra cơ tử im ắng bất ngờ xuất hiện tại trường hiển nhiên hắn cũng muốn can thiệp. Không đói hắn có quan hệ tốt đối với Diệp Phàm, chỉ riêng đây là cơ gia, hắn cũng không thể thờ ơ ngồi xem. Nhưng mà khi hắn vừa lộ mặt, ám bộ đã chấn động thần thể, bộc phát ra kim khí thức mãnh liệt, so với vừa rồi càng đáng sợ hơn, cuồn cuộn làn ra khắp thiền địa. Hư ừ không đại đế, hắn cả kinh kêu lên, là lần đầu tiên thất thố. Bốn chữ này vừa ra, mọi người đều ngây dại, cái tên này đã quá xa xưa, như thế nào ở tại đây lại bị người ta gọi ra. Mặc dù ở phía trước cửa cơ ra, nhưng cũng không nên như thế. Mọi người đều chấn động nhìn tới phía trước. Lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn của ám bồ, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể giải thích. Dán mắt nhìn chăm chăm vào cơ tử, không nháy mắt, như là gặp phải chuyện khó tin nhất. Mọi người ngẩn người, đây là có chuyện gì xảy ra? Người đang nói tới phụ thân của ta sao? Cơ tử bình tĩnh lên tiếng, Người không phải hắn ư, quá giống nhau. Ám bồn nói xong lắc lắc đầu, nếu thực sự là hư không, như thế nào có thể không có đế uy. Cho dù là nội liễm, cũng đủ để khiến chúng sinh sợ run. Huống chi là khi đối mặt với bất tử sơn nhất mạch bọn họ, thì sẽ càng sâu sắc hơn nữa. Tới lúc này, mọi người mới hiểu, cơ tử giống nhau như đúc với hư không đại đế. Tất cả đều lộ ra dị sắc, phụ tử giống nhau quá như vậy cũng ít thấy. Hậu nhân của đấu chiến Thánh Hoàng Người có ý gì? Muốn chiến một trận với ta sao? Nhưng trước tiên hãy đứng qua một bên đi. Chợ ta chấm dứt trận chiến với hắn. Rồi hẵng tới phiền của người. Hôm nay đến bao nhiêu người ta đều tiếp hết. Thần binh lên tiếng. Vẫn tự phụ như vừa rồi. Đám người Lý Hắc Thủy vẫn nộ đến ngứa cả hàm răng. Nhưng không thể không thừa nhận. Hắn tuyệt đối có thực lực cường đại. Ta chỉ cần một gậy là đưa ngươi lên đường, tránh bớt người ở trong này lớn tiếng huyền áo hầu tử hung tợn nói ra rồi lời nói thêm gì nữa dành trước một bước chặn trước ở đàng diệp phàm định quyết đấu với thần minh thanh hoàng tử cùng với thần minh hai người này gặp nhau đều vô cùng cường thế tất nhiên là muốn có một trận quyết chiến sinh tự mà ám bồ sau khi phục hồi tinh thần lại tiếp tục bước một bước tới giữa ngăn thần minh lại mà nói nếu nói về bức thiết ta càng sâu đậm hơn ngươi bất tử sơn của ta có ân oán với cơ gia trên đời đều biết ước định ngày xưa đến nay cũng sắp đến kỳ hạn nhưng cũng không vội ở thời điểm này ngay ngày, ngày lễ đính hôn mà quyết chiến có phần quá đáng người nói như vậy thật có vẻ ta không phóng khoáng nhỉ thần binh thu hồi bước chân rồi nói ta đã nói rồi con người của ta rất thẳng thắn trong lòng nghĩ gì là trong miệng không giả dối đó là ý tưởng chân chính của ta chính là muốn chiến một trận hắn trên người khoác thần y giáp trụ ô quang lưu động ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã nội liễm nhưng vẫn như cũ có một vầng sáng, không khác gì một vị thần đấu sĩ. Thôi được rồi, bỏ qua hôm nay, sau này ta sẽ lĩnh giáo từng người một. Ánh mắt của hắn sáng rực, nói tiếp, hôm nay sẽ không thấy máu, vui mừng nhiều chút đi. Người nói thôi, liền thôi sao? Thanh hoàng tự cười lạnh, không chịu buông tha. Mà đám người lý hắc thủy, đồng phường giã, cũng đều vô cùng phẫn nộ. Trường hợp này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, quấy rầy cho đá rồi nói một câu thôi là xong ngại. À? lửa giận của bọn họ khó dẹp yên. Hồn thác đạo hữu, hẳn tới lúc người ra ngựa rồi. Xa xa phía chân trời có cường giả thần vận dọa người mà triều kẹo. Không sai, thành hồn thác tiền bối ra tay, tiến hành khuyên giải, tất nhiên có thể làm cho bọn họ mau mau đổ máu đấy. Có người càng trực tiếp hơn, hy vọng vị thần xui xẻo đền tiếng, để cho trận chiến này thêm kịch liệt. Cấm địa sinh mệnh nếu thật chết đi một người con của đế, vậy thì hơn phân nửa sẽ có chi tồn xuất thế thổi quét khắp bắc động Chư vị đạo hữu nói đùa rồi, hôm nay lão hổ thân thể có bệnh nhẹ, sẽ không xen vào đâu. Hồn thăng cân tiếng nói, sao có thể thiếu đạo huynh được, đó chính là trận tranh phong của thiên kiêu, đúng lý nên quyền giải bọn họ mới đúng, cân đạo hữu ra ngựa đấy. Ông trời rất có đức nha, hôm nay lão hổ không nên quyền bảo, bọn họ cũng không tài ương đổ máu, trời xanh không đành lòng, mọi sự xem ra là một chữ hỏa dĩ hỏa vì quý. Bọn họ trong lòng 10 năm đều sẽ lấy chữ hỏa làm đầu. Hồn thác thực nghiêm túc mà nói ra. Mọi người xa mặc lời luôn với lão. Ngay cả hồn thác đều lùi bước. Sợ đã trúng biến sắt. Sợ đạp đổ chiêu bài vàng. Đường nhiên cái gọi là biến chữ vàng dường như phải xem ngược lại. Trường cổng chính của cơ gia, thanh hoàng tử muốn chiến trinh. Thận bình thái độ ngập ngừng. Nếu nói chiến hắn cầu còn không được, nhưng vừa rồi nói ra như vậy cũng không phải lời nói suông không thể sửa miệng lại được lễ đính hôn là trọng yếu hơn hôm nay dừng lại ở đây đi cơ tử ám bộ đều lên tiếng nói như vậy diệp phàm vẫn là sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào thần minh hắn rất muốn tung một quyền đánh ra nhưng hôm nay thật đúng là không thích hợp cho hắn tiếp tục ra tay cũng không muốn để hầu tử thay hắn ra tay càng nói ngược lại càng có vẻ ta dùng thế ép người như vậy đi hôm nay liều mạng sinh tử thì miễn, thà rằng giết 10 vạn người chứ không phá hủy chuyện hôn nhân. Như vậy hôm nay liền văn đấu một trận dành cho đại tiểu bối vậy, để cho bọn chúng tranh cao thấp, coi như là trợ hứng thêm cho lễ đính hôn này vậy. Thần Bình cần tiếng nói, cứ quyết định như vậy đi. Thần Vương Khương Thái Hư lên tiếng. Diệp Phạm nghe vậy gật đầu đồng ý. Bạn ấy Thần Vương đã nói ra, hắn không muốn nghịch ý, hết thầy đều để qua ngày hôm nay rồi tính tiếp. Trên thực tế, trận quyết đấu này nếu tiếp tục tiến hành có thể sẽ phi thường đáng sợ có còn của đại đế ngã xuống mau tươi nhuộm nam vực thậm chí có thể sẽ trêu chọc vài trí tôn cổ đại ra khỏi vùng cấm tới đây thần binh vẫy tay một cái xa xa mấy đứa nhỏ thò đầu ra tất cả đều nhìn lại đây mỗi đứa đều lượn lờ hỗn độn khí thật phi phàm mình nhân lại đây hắn gọi là một đứa nhỏ dáng chừng sáu bảy tuổi bộc rõ tài hoa từ nhỏ ánh mắt phi phàm hỗn độn quang nội liễm khiến lòng người đều kinh sợ. Đây là con của ta. Chỉ cần từ trên thế gian này các người có thể tìm ra một đứa nhỏ tuổi sắp xỉ đánh bại được nó, coi như là ta thua. Thần Bình cất tiếng nói. Người thua thì có biểu hiện thế nào? Hắc hoàng tử đều là từ đầu đến giờ không có lên tiếng, lại cất tiếng hỏi. Còn muốn biểu hiện à? Thần Bình ánh mắt sáng trực mà nói. Nếu là ta thua, ta sẽ tự tát vào miệng một cái, thu hồi lời nói vừa rồi, xin lỗi các người mà còn trong vòng 10 năm, nếu gặp các ngươi, ta nhượng bộ lui binh. Thực bận đặc dĩ là ta phải gặp mặt, vẫn như cũ sẽ xin lỗi các ngươi. Như vậy đã được chưa? Các người thấy thế nào? Đây chỉ là một đứa nhỏ chừng 6 tuổi, ngày thắt lưng lượn đầu hỗn độn khí, con ngươi như bảo thạch, tóc đèn tự nhiên xõa xuống đầu vai, rất là trong sáng, có được linh khí hiếm thấy. Mọi người đều cả kinh, đứa nhỏ này mới mấy tuổi mà đã có hỗn độn thêm thân, quá mức kinh người làm cho mỗi nhân vật lớp người già đều sinh ra cảm giác bất lực. Sáu bảy tuổi đã như thế, sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa? Cùng lứa tuổi trên thế gian này lại có mấy người có thể chế hành được? Mọi người thở dài một câu. Người của cấm địa sinh bệnh đi ra thật sự khiến cho người ta có điểm tuyệt vọng. Thiên tư ngút rời, xưa này hiếm thấy, thần binh huynh sinh được một đứa con hoàn hảo. Nhật mạch các người, ba đời đều cường đại, xem ra kế thừa càng ngày càng vững chắc rồi. Ám bộ thở dài, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ hầm mộ. Không tính là gì, cậu đại còn có đứa nhỏ càng cường đại hơn, người cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Thần Minh nói, nhưng cũng rất vừa lòng với con nối dòng của mình. Mau đế cách một thế hệ không hề yếu bớt, mà còn xuất sắc hơn, thiên phú đã tới cực hạn. Hắn dẫn theo ba đứa nhỏ đi kiến thức và lịch lãm, không phải đều là con nối dòng của hắn, nhưng đều xuất phát từ cấm địa sinh bệnh. Nhân vật vào loại như hắn có thể được tuyển chọn phòng ấn, tự nhiên đều là hạng người cường đại nhất. Chính là mấy đứa nhỏ này cũng như thế. Hiển nhiên, những đứa nhỏ này được bày ra cấm chế cùng lạc ấn. Người ngoài không thể thăm dò tù vì sầu cạn, càng không thể ngấm ngầm ra tay, giả hại. Nhưng chỉ dựa vào những gì thấy trước mắt, đủ để thấy được, không một đứa nhỏ nào là tầm thường. Mỗi đứa đều quá mức nghịch thiên. Mạnh nhỏ pháp tắc lộ rõ ở trong máu, tràn ngập ra hỗn độn khí. Đây là con của ngươi, thật cho là vô địch thiên hạ sao? Hắc Hoàng bước tới, vẻ mặt thách thức nói. Các người hẳn là còn nhớ rõ, vị đại đế kia tiến vào vùng cấm các người năm đó. Hậu nhân của hắn sau khi sinh ra bởi vì quá cường đại, trực tiếp bị chém rớt một ít cờ sở. Sợ tương lai thiếu tồi luyện, đó mới là nghịch thiên. Một con chó lớn mặc quần cọc già rắn hoàng kim, một bộ dáng khinh thường, thật sự có điểm đáng ghét. Nên biết rằng, nó là đang khinh thị một cấm địa sinh mệnh nha thật khiến cho người ta hoài nghi, không biết nó lấy ở đầu ra cái dũng khí đó, đâm ra một người đều khó chịu. Đứa nhỏ bên cạnh thần minh đương nhiên rất tức giận, vẫn nộ trừng mắt nhìn nó, nhắm chặt nắm tay nhỏ, hận không thể tát vào miệng con chó một trận. Nhưng mà thần minh thì lại sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn chăm chăm vào con chó, nhìn thật lâu rồi mới nói. Ta đã từng thấy ngươi, ngươi là con chó bên cạnh người kia còn sống đến kiếp này. Đúng rồi, với thủ đoạn của hắn, muốn làm được tự nhiên là rất dễ ám bồ cũng lộ vẻ mặt ngừng trọng nhìn chăm chăm vào hắc hoàng nhìn thời gian rất lâu rồi nói lúc ấy người kia đã là lúc tuổi già cũng từng đi ngang qua bất tử sơn chúng ta từng có một con chó đèn thật lớn đi theo mọi người đều rúng động mặc dù lâu nay có truyền thuyết con chó nhân thần cộng phẫn này từng đi theo bên cạnh đại đế lại lịch đáng sợ đến dọa người nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực gì giờ các này, người của cấm địa sinh bệnh nói như vậy hết thảy xem như được chứng thực. Tất cả đều là sự thật. Một đứa ra tay không được đâu, không đủ đánh đâu. Tốt nhất kêu thêm vài đứa cùng tiến lên. Hắc Hoàng nói ra, lời nói rất chọc tức người khác. Mọi người đều ngẩn người. Ngày nay mạnh nhân không ai vượt qua bảy đại cấm địa sinh mệnh. Vậy mà một con chó lại bắt đầu miệt thị bọn họ. Thật sự là khiến người ta có cảm giác Nhưng thời không có chút hỗn loạn. Cậu cậu không khẩn khoác lác nha. Một cô bé con chừng ba tuổi đang ở phía sau cố sức kéo cái đuôi của đại hắc cậu cố gắng lôi nó về phía sau dáng điệu thờ ngầy khả ái vì thượng đáng yêu cuối cùng thì đại hắc cậu bị kéo đi không có tiếp tục dường oai hay nói thêm gì nữa ánh mắt đằm đằm nhìn tất cả mọi người thần binh lộ ra dị sắc mà nói một khi đã như vậy ngươi tự tin như vậy ta đưa thêm một đứa nhỏ đăng tràng nếu như đều bị đánh bại đương nhiên dựa theo lời nói mà lan sự tính phát triển đến nước này ra ngoài dự đoán của tất cả mọi người diệp Phạm thân sắc bình thản cũng không có nói gì trực tiếp sẽ mở hư không từ trong vạn vật mẫu khí đình lấy ra một vật phát sáng đó là một khối tiền quyền lớn hầu hết mọi người trên thế gian không có khả năng nhìn thấy mà ám bồ cùng thần minh lại đều mắt lộ ra dị quang nhìn chằm chằm vào tiên nguyên thư này đối với bọn họ mà nói đều tính là phi thường quý báu và hiếm thấy trong đó phong ấn một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như búp bê đang trong giấc mộng đẹp bị người ta đánh thức dường như nó phi thường ảo não căm hận không thôi trừng mắt nhìn diệp phàm nhưng thấy hắn giơ tay lại vội vàng che kín mộng trong tiền nguyên có không gian có thể cho hắn hoạt động hành động như vậy có vẻ rất trẻ con làm cho mọi người bật cười tiểu mập mạp náo động một hồi hiểu được tình huống trước mắt nhận ra đây là cơ gia bởi vì năm đó đã tới bởi vì một câu của nó đã từng làm cho rất nhiều lão nhân của gia tộc này kinh giận đến thiếu chút nữa, lật cái bàn ném đi. Nhìn thấy Diệp Phạm trừng mắt nhìn mình, đứa nhỏ khuất phục, thực căm hận mà nói. Lần trước là ta nói sai rồi, kỳ thần hắn không phải cha của ta. Mọi người đều ngẩn ngơ, ai ai cũng không nghĩ tới tiểu mập mạp này lại nói ra một câu như vậy. Đây là chuyện gì? Như thế nào nghe đều có chút mùi vị, giấu đầu lòi đuôi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả đều nhìn lại hướng Diệp Phạm đứa nhỏ dối trá này. Đám người đồng phường giá, Lý Hắc Thủy đều không kiềm được quyền rủa Không riêng gì người cờ ra sững sờ. Chính là thần minh cùng ám bồ cũng có chút sợ run. Theo dõi nó không chớp mắt. Phía chân trời, duy chỉ có hồn thác đại thánh là nhảy dựng trong lòng không ngừng. Lão là người duy nhất đuổi theo thiếu chút nữa, nhận là thân nhân. Cuối cùng bị dọa cho hoảng sợ, tới mức bỏ chạy mất dạng. Giao cho người một nhiệm vụ, đánh bại đứa nhỏ trước mặt kia. Diệp Phạm xa dầm mặt xuống rồi nói. Đối mặt với đứa nhỏ, hắn vài lần dơ tay lên, thiếu chút nữa đã phát vào cây mồng nhỏ của nó. Tiểu mập mập này rất là lửa gạt người. Đứa nhỏ rụi rụi đôi mắt to, hoàn toàn thanh tỉnh lại, ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Cái gì? Cho ta đánh hắn ư? Rốt cuộc đưa tới cho ta một tên xả hết giận rồi. Mọi người đều có điểm choáng váng. Tiểu mập mập này thật đúng là có điểm lừa bịp. Há mồm lên đòi đánh hậu đại của trí tồn trong cấm địa sinh mệnh. Cái này nói cũng quá tùy tiện đi. Đứa nhỏ nói giọng điệu loại này so với Hắc Hoàng còn đáng giận hơn. Ta đã bảo người thật sự nghiêm túc đánh bại đó. Diệp Phạm chỉnh lại câu nói. Không phải cũng là một ý đó sao? Người muốn cho ta đánh hắn, phải khi dễ tên tiểu tử kia. Tiểu mập mạp cất tiếng nói. Như thế nào nghe ra mùi vị cũng không đúng, giống như biến thành Diệp Phạm phải bước kiếp trẻ con. Tuy nhiên, ta thật sự rất thích cuối cùng cũng đưa tới cho ta một người để xả hết giận. Ta muốn xem hắn trở thành tên hỗn đàn lệ thiên kia, đánh vào mông của hắn cho nở hoa luôn. Tiểu mập mạp đã bắt đầu ảo tưởng viễn cảnh tốt đẹp. Đối diện, đứa nhỏ chừng 6 tuổi kia đã sớm mở to hai mắt mà nhìn, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ, kêu vàng rốt rốt. Nó là ai chứ? Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã biết, nó đến từ cấm địa sinh mệnh. Ở bên ngoài không người nào dám trêu chọc bọn chúng là xứng với cái tên thiền trì kiều tử. Chín tầng trời, mười tầng đất cũng không có người nào dám xem thường chúng như vậy. Tiểu mập mạp, người quá ngây thơ, không biết trời cao đất rộng ra gì. Mình nhân cả giận, nhìn thần minh xin chỉ thị, muốn lập tức bay tới đánh cho đứa nhỏ kia lật nhào. Đến đây đi, ta hừng phấn đến run rẩy toàn thân rồi đây. Tiểu mập mạp một bộ dáng thật kiều ngạo, trong mắt thật sự tràn ngập hừng phấn mà kêu lên. Tiểu tử, mau lại đây đi, để ta thu thập ngươi một trận trò thống khoái nào mọi người lại là có điểm choáng váng đứa nhỏ này đây là học với ai lúc này mới có chút xíu tuổi như thế nào cứ như vậy nói chuyện chứ mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía diệp phạm chính là cơ tử cơ hạo nguyệt cũng đều hồ nghi nhìn về phía hắn diệp phạm dùng tay xoa xoa Huyệt thái dương nhức đầu một trận nhẹ giọng mà nói đừng có nhìn ta sau khi trở về nó luôn già mồm ta để cho hắc hoàng cùng hoa hoa quản giáo nó vài ngày kết quả liền trở thành đức hạnh như vậy đó. Tiền quyền lảo đảo bay lên, như là trẻ con mới vừa đi học, đi lại tập tính, Tiểu bập bầm ở bên trong hừng phấn la to. Tiểu tử phóng ngựa lại đây đi, ta đánh đập người, ngay cả cha ngươi cũng không nhận ra được. Phù đâu, thành con nhím luôn. Mọi người càng choáng hơn, sau đó thật sự không kiềm nổi đều bật cười. Mà tân binh thì lần đầu tiên mặt đèn dậm xuống. Tên vô liềm sỉ kia nói cái gì, trước mặt hắn dám nói như vậy thật sự là còn bà nó chứ không thể tưởng tượng được nhưng hắn là thân phận loại nào dù cương thế mấy thì chẳng nữa cũng không thể so đò với một đứa nhỏ bằng không sẽ chọc cho người ta chê cười đứa nhỏ mình nhận ở bên cạnh thần mình đã vô cùng tức giận với xuất thần của nó sao có thể được dạy nói những lời này nó phật uất tích cực điểm liền hóa thành một luồng sáng vọt tới cự quyền đánh ra muốn trực tiếp đánh vỡ nát tiền nguyên văng ra tiểu mập mạp kia để hành hung cho một trận. Mọi người đều cả kinh bởi vì lại nhìn thấy trên đám tay đứa nhỏ kia vươn quanh lực lượng pháp tắc. Điều này thật sự quá mức rúng động. Mới có bao nhiêu tuổi mà đã vậy chứ? Tốt quá, tới rồi. Hãy xem cà cà thu thập ngươi như thế nào. Tiểu mập mạp cao hứng gào to như là phát hiện một lễ vật tốt nhất sắp tới tay. Tiền quyền lắc lư lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo. Tránh khỏi một quyền này, người trong nguyên dường như có chút không đáng tin. Đi đứng bất lợi như vậy, còn làm sao mà chiến đấu? Dù sao, thật sự quá nhỏ. Đương nhiên mọi người cũng giật mình. Từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, mọi người đã từng bàn tán, bị phong ấn ở trong bảo nguyên, quyết không có khả năng là kẻ phàm tục. Người ra ngoài cho ta đi. Mình nhận khẽ quát, bay lên trời, hai chân đạp xuống tiền nguyên, muốn đạp cho nó nát tan, đạp tên bập mạp đáng ghét bên trong vang ra. Đáng tiếc, tiền quyền chấn động tuy rằng lắc lư lảo đảo lại trực tiếp tràn ngập trong một cỗ thánh uy đánh cho đứa nhỏ 6 tuổi giữa không trung không chịu nổi rơi xuống trên mặt đất tiểu tử người còn non và xanh lắm muốn chiến với ta tiếp tục tu luyện thêm 800 năm nữa đi tiểu mập mạp hừng phấn kêu to khống chế tiền quyền đập tới âm một tiếng đập giữa gáy của mình nhân làm cho đầu óc của nó choáng váng mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải tiểu mập mập này cũng chỉ mới hai ba tuổi mập mạp trắng trẻo mịn mang còn non nớt hơn cả tiểu tự kia mà lại nói loại giọng điệu này thật sự làm cho mọi người thấy quái lạ không chịu nổi đương nhiên cũng có một số cường giả kinh sợ tuy rằng cách từ rất xa nhưng bọn họ cũng cảm ứng được thánh ủy vừa rồi thật sự là rúng động tới cực điểm thật giống như chuyện thần thoại một đứa nhỏ mà thôi vậy mà đã thành thánh nếu nói ra ắt sẽ không có người nào tìm được đây là con đối dòng của tiên hay sao? Tiểu mập mạp ở trong tiền quyền làm động tác ném văng mình nhận đằng choáng váng. Nó vận dụng ý niệm tiến hành đánh đập hành hung, hơn đứa trong miệng con ồn ào. Tiểu tử đấu với ta, ngươi nha, còn chưa có đủ đâu. Hôm nay đánh cho ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhận ra ngươi. Phía bên cạnh, thần minh đã hóa thành vị thần mặt đen, trên trán bổ hồi tràn ra từng đợt từng đợt mà gân xanh thì đang chéo dọc ngang suốt khuôn mặt của nó. Trên mặt của thần bình hắc tuyến một đạo lên một đạo, nghe tiểu mập mạp nói rằng nói bệnh, lại một câu đều không thể phản bác, dù sao cũng không thể sò so đò với một đứa trẻ chừng hai ba tuổi. Ta đạp người bể phổi ra. Tiểu tử, về nhà mẹ ngươi đều không nhận ra, gọi ngươi là đầu heo mập. Đấu với ta, thiền vương lão tử đến đây đều không được, chỉ một đứa nhỏ như ngươi cũng muốn tranh phong cùng bản đại nhân còn kém xa vạn dặm tiểu mập mạp vừa trấn áp đối thủ vừa lao bao lẩm bẩm không ngừng làm ra bộ dáng ta đây cũng không nhìn xem chính mình mới có chút xíu tuổi mọi người thật sự là hết biết nói gì vốn là một hồi long tranh hồ đấu có thể sẽ gặp phải trí tôn cổ đại trong bài đại cấm địa sinh bệnh đến lại không nghĩ tới diễn biến đến từng bước này có rất nhiều người đều muốn bật cười tiểu mập mạp này quá lưu manh mà mới có bao nhiêu lớn như vậy những lời nói và thật tính này đều là học với ai thật sự khiến người ta buồn cười ta đạp cho người nghẹt thở ta đánh cho người xa dạ dày ta trưởng tiếp cho người hai cái vào mông này tiểu mập mạp tuy rằng đang ở trong tiên nguyên nhưng lời nói thật rất đa dạng cũng không có lặp lại cái gì còn không phục à người trẻ tuổi thật sự là mạnh miệng xem lão nhân già ta làm thế nào thu thập người đến phục tùng đứa nhỏ hưng phấn kêu la phân biệt lấy ra hết thủ đoạn của lệ thiên Hắc Hoàng, Diệp Phàm đối phó với, với nó đều sử dụng ra, làm không biết mệt, cực kỳ là vui vẻ. Bị người ta áp chế nhiều năm như vậy, ruột cuộc tìm được một chỗ để mà trút giận, hơn nữa còn tùy tiện bóp nặn, hoàn toàn là vừa đánh vừa mắng, làm cho nó đắc ý, nó đến phun bọt mép, cao hứng vùng tay búa chân. Đứa nhỏ con gấu, người nói mạnh miệng, người nói không chịu thua, đánh tới khi người gặp ta phải hô lên thần phục mới thôi. Nghe đứa nhỏ nói, càng nói càng kiêu ngạo, sắc mặt của thần minh lại càng ngày càng xuống sắc. Đây chính là trước mặt của lão tử hắn, đánh còn nhà hắn, không kiêng đầy gì như vậy, cuồng vọng như vậy, thật sự là hắn gặp lần đầu tiên trong đời. Ta đạp, ta đạp cây thành đầu heo này. Tiểu mập mạp ở trong tiền quyền lắc lư chuyển động, đánh trên mặt của mình nhân âm âm, lập tức làm cho mặt mũi của hắn bầm dập, giống như bị gấu chó tát trúng. Thần minh vẫn như cũ nhẫn nhịn, cũng không nói một câu, lặng lặng nhìn đứa con của mình bị đánh đập, cứ xem như một loại tôi luyện. Mình nhận sau khi sinh ra rất thuận lợi, hắn cảm thấy lúc này chịu chút chèn ép thất bại cũng tốt. Vật nhỏ người có phục hay không, nếu vật còn không phục, không trường đánh đập ngươi, ngay cả cha ngươi đều không nhịn đổi, còn muốn đánh đập ngươi, ngay cả gia gia ngươi cũng không dám nhận ra. Tiệm bậm bạp kiều ngạo nói ra mấy câu nữa. Đồ hèn mọn, ta không phục. Mình nhìn sớm đã tức giận, nó là loại thân phận nào là hậu nhân của chí tôn chưa từng chịu áp bức như vậy đều sắp bị tức đến hôn mê lại là một trận đấm đá mà thần binh vẫn nhẫn nhịn không nói một lời nhưng trong lòng lại thật sự khó mà tiếp thụ còn cháu của chí tôn lại bị người ta khi dễ như vậy không nói xưa nay là lần đầu tiên cũng không sai biệt lắm người cũng quá kém cỏi mà rất giỏi chịu đòn nhìn dáng vẻ cuộn gây cũng không chống đỡ được vài cái nữa đâu tiểu mập mạp thực nhiệt tâm và mong được nói. Nếu không, người bái ta làm thầy đi, ta khẳng định cường đại hơn so với cha người đấy. Còn bà nó, nó như thế nào vậy chứ? Thần binh sắc mặt càng thêm đen tối, có điểm không kiềm đổi, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Đồ hèn, mập mập chết tiệt, ta không để yên cho ngươi, không chết không ngừng. Mình nhân phẫn nộ kêu to, nhưng bị đè trên mặt đất không làm gì được, khó có thể nhục nhích chút nào. Tiểu tử người cũng quá không biết điều, bổn tòa cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết suy xét. Nếu không bái ta làm thầy, ta diệt cả nhà ngươi. Đứa nhỏ hùng tận uy hiếp. Đáng tiếc, bản thân của nó quá nhỏ, thiếu cái loại ý vị này. Nhưng hắn vẫn như cũ kêu tỏ. Vào làm môn hạ của ta, tương lai đừng nói là thu thập cha của ngươi, chính là đánh giá già già của ngươi cũng không thành vấn đề. Tiệm bập mập nói đến chỗ hừng phấn, trong miệng bắt đầu phun nước biếng veo veo sắc mặt của thần minh đã có thể dùng cái nổi cháy đen để mà hình dung. Trước đây còn cảm thấy trong số hậu đại của trí tôn, đứa con của mình nổi bật trên đời hiếm thấy. Kết quả lại bị trà đạp như vậy. Mà quan trọng hơn là tiểu mập mạp này còn kiêu ngạo như thế. Vừa đánh đập con của hắn, còn lôi lão tử nhà hắn ra để mà chế nhạo. Còn đáng giận chính là ngay cả lão tử của thần minh hắn cũng bị liền tụy Còn bà đó, thực sự có điểm tức thở mà không có cách nào phát tiết tiểu từ này còn quá nhỏ đi nếu trưởng thành thần minh sớm đã tát cho một phát chết ngay đánh cho nát tan là bớt phiền toái thần minh chưa từng có lần nào cảm thấy bị khinh thường giống như hôm nay hắn là một người cao ngạo biết bao tự nhận là vô địch trong cùng một thế hệ trong thiên hạ không nghĩ tới ở nơi này lại xấu hổ như vậy bị người ta đánh đập con của mình ngay trước mắt mà không làm sao được giỏi lắm không uống công bổn tọa dạy dỗ người một hồi rốt cuộc có điểm tiến bộ đấy Xa xa, con chó đen kia lại xuất hiện, vừa đi lên điện cổ vũ như vậy. Nó dường như muốn châm thêm dầu vào lửa. Thế rồi, một hồi đại chiến lại tiếp tục mãi, tiếp tục mãi không ngực